Thôi Game bên đây. Xin chào các bạn. Cái điều mà mình nghi ngại nhất cuối cùng thì nó cũng đã diễn ra các bạn ơi. Ở trong cái video thực hiện yêu cầu tuần này thì nếu mà bạn nào đã xem rồi thì các bạn sẽ biết là mới vào là mình đã gặp cái con Finger, xong nó nói về cái việc mà mình đã đi quá lố cái tầng của Amai. Mình đã tải một cái bản mod gì đó về và nó bắt mình phải quay trở lại tầng của Amai. Thì lúc đó là mình đã nghi ngờ là rất có thể là nó đã xóa đi cái file save của mình rồi. Vâng, và đúng thật là nó đã xóa đi file save. Nó đã xóa đi cái file save của cái mod Budo này các bạn ơi. Và 30 phút đầu tiên của cái video ngày hôm nay là mình đã cố gắng để mà chơi lại cái tuần thứ tư. Chơi lại tất cả mọi thứ để qua được cái tuần thứ năm chứ. Thì lẽ ra là mới đầu vô cái tuần thứ năm này mình thấy có rất là nhiều gian hàng là mình phải bất ngờ rồi. Nhưng mà do cái kia cho nên mình không thể nào bất ngờ được. Đi xuyên qua được à? Đây là gì đây? Không biết đây là loại bánh gì. Rồi. Chắc là có sự giúp sức của câu lạc bộ nấu ăn ấy nhỉ. Ở đây là cái tầng thứ 5 là chắc là lễ hội trường. Tầng này thì đình địch của chúng ta là Aso. Mình thấy là hình như nhá, tầng nào thì Hanako cũng ở đây các bạn. Đấy, tuần này cũng ở đây. Mình thấy là mấy tuần trước là cũng ở chỗ này và mình cũng nhờ được luôn các bạn ơi. Như vậy là chứng tỏ là tuần nào chúng ta cũng hề nhờ được cả luôn. Cho nên mình không biết rõ là rốt cuộc là tình địch của tuần này thì chúng ta giải quyết như thế nào. Game này thì chúng ta không có một cái manh mối nào về cái chuyện đó cả. Mình đã kiểm tra kỹ rồi, mình không thấy có cái thông tin nào để chúng ta hệ loại trừ tình địch hết. Cho nên chúng ta chỉ thể theo dõi thôi. Aso đâu rồi? Vở kịch này cũng đâu có được diễn ra đâu. Vở kịch này là coi như là thua rồi. Vở diễn viên chính là không tồn tại. Không thấy Aso đâu cả. Đi tìm bình thường như này thì chắc là không gặp rồi. Chỉ còn cách là sử dụng đến này thôi. Đây, Aso Rito. Mình thấy cái tuần đầu tiên còn có cái cuộc đối thoại với lại Ayano để chúng ta biết được là cần làm gì, nhưng mà cuối cùng cũng thất bại. Thì không biết là những cái tuần sau là như nào. Vậy có vậy là mình không thấy là tình địch tiếp cận với lại Ayano. Không tiếp cận thì mình loại trừ để làm gì không biết. Đừng nói là ở trong đây á rồi. À quên, không chụp ảnh được. Phải sử dụng đến cái này thôi. Đây, nhìn kiểu gì đây? Ê, kiểu gì đây? Bây giờ mình không biết là loại trừ như thế nào các bạn ơi. Đừng ở đây làm cái gì, đi chỗ khác đi. Không được rồi. Tính cười đó để dụ ra nhưng mà không làm được. Bây giờ phải lấy cái radio quá. Cứ đứng ở đó hoài thì mình không làm gì được cả. Ít nhất là mình cũng lục cái cặp để xem có gì không. Cầm xuống thôi. Cái tuần này là mình thấy lại không ổn nữa rồi. Cái tuần của Kizano thì mình thấy rõ ràng là có di chuyển đến cái chỗ sân khấu. Ít ra là như thế.
Nhưng mà cái tuần của Amao là cũng đứng như này. Đấy, cuối cùng cũng có biểu hiện di chuyển xem như thế nào. Di chuyển để biết làm cái gì. Phải đùa chứ hả? Đùa thật. Rốt cuộc là tuần này làm gì? Chả có thông tin gì cả. Không có thông tin gì luôn các bạn ơi. What do you need? Thử xem. Mình nghi ngờ là bữa trưa cũng không ăn bento đâu. Đứng ở đó hoài thì có thể là như thế. Cho tao thử lấy cái này xem như thế nào. Cái tuần này thì khá là đặc biệt bởi vì có những cái gian hàng ở bên ngoài. Chẳng lẽ mình nên để đến ngày thứ sáu à? Ờ đúng rồi. Cái này thì mình thấy là ở đây. Đó số cái bàn nó có vẻ kỳ lạ đó. Nãy mình thấy là ở chỗ này là chúng ta có thể để được cái này. Và cái độ cái điểm tình cảm thì nó sẽ tăng lên. Cho nên mình nghi ngờ là cuối cùng cái ending của chúng ta nó sẽ có liên quan gì đó đến cái này. Nhưng mà vấn đề là game này vào một ngày là nó lag rất là lâu. Mỗi đầu ngày ấy, là sẽ lag để mà hiện lên bù đô ấy. Rất là lâu các bạn ơi. Thế cho nên là mình toàn kiếp qua không à. Mà lúc trước là mình thử nghiệm từng ngày mà của cái tuần Kizano ấy, thì mình có để cái này mỗi ngày để tăng điểm lên một cái mức độ nhất định rồi. Nhưng mà do là bị xóa đi cái file save cho nên là mình kiếp hết toàn bộ luôn. Cho nên là bây giờ là cái điểm thì cực kỳ thấp. Nếu mà cái ending của chúng ta nhận được là bad hay là cái gì đó tồi tệ hơn thì lỗi là của danh dép. Tạm thời vào học đi. Nhìn cái đó tiếp đi. Thấy là hầu như là chị ngồi ở đúng cái chỗ này thôi. Ở có bento này. Mình nghi ngờ là chắc là mình nên kiếp qua ngày thứ sáu đi. Nếu có cái event gì đó xảy ra thì mình nghĩ là chỉ có thể là ngày thứ sáu thôi. Rồi, như vậy thì mình sẽ kiếp qua ngày thứ sáu đây. Vâng, đây là cái kết quả của cái việc mà mình cố gắng đợi đến ngày thứ sáu. Đây, rất là hay các bạn ơi. Mặc dù sân trường có đầu tư nhưng mà nhân vật của chúng ta thì không được có cái sự đầu tư đó. Buồn thế. Là đặt cái những cái lớp này thì đây. Cà phê hầu gái đây. Nhưng mà những cái bàn thì nói chung là cũng làm có hai bàn thôi các bạn ơi. Không biết là làm ăn kiểu gì. Không thấy hiệu trưởng đâu cả. Ngon. Tính lấy chìa khóa mà nó phải nhặt hết những cái đó thì mình mới lấy được.
Ở bên đây cũng tương tự à. Mình nghĩ là tuần này chắc là chúng ta chỉ đi xem cái lễ hội nó diễn ra và nó có những cái gì ở bên trong ngôi trường thôi. Chỉ còn cái nhân vật Aso thì đứng ở đó rồi, không làm gì khác cả. Đây thật sự thì được đầu tư cái bản đồ khá là đẹp các bạn. Sao thế? Tao đứng đây nói chuyện một cách rất là mờ ám các bạn rồi, không biết là như nào. Những cái lớp ở dưới này thì mình thấy là không có hoạt động nha. Thôi được rồi, mình nghĩ là Aso của chúng ta là bất động rồi, chỉ đứng yên có chỗ đó thôi, và bữa trưa thậm chí là còn không rời khỏi lớp. Thì mình không biết là loại trừ tình địch như thế thì có cái ý nghĩa gì. À, khoan khoan, chỉ mang được có một thứ thôi. Ơi quay Ni này đang làm gì thế? Đang tập cho chân chắc à? Tập ngồi chân không à? Rồi, bây giờ thì mình cầm cái này xuống để mình dụ Aso ra chỗ khác. Mình có thể nhờ Hanako cho nhanh, nhưng mà như thế thì nó lại khoáng mỗi lần ba bấm vô cái số 1 là nó như vậy á. À, xong. Nó không đi thì ta phải chịu thôi. Chứ giờ không biết như thế nào. À, như vậy là mình chỉ đợi đến buổi trưa là được. À, cười tí là. Bây giờ mình sẽ xuống sân trường để xem là cái trường như thế nào. Ba người cùng nhau nói chuyện à, hiếm nha. Là do chỉ có tuần này thôi. Ở trong cái chỗ này thì không có bài trí gì cả các bạn ơi. Chỉ để ở trước thôi. Trường này mình thấy quy mô khá là bé cho nên là tổ chức lễ hội văn hóa thì hơi khó nha. Ờ, có chìa khóa à. Đã vậy thôi chứ mình cũng không chậm được. Mà vào một quán hàng tùy tiện để đứng là mình sẽ trở thành nhân viên bán hàng ở đây. Nhưng mà có điều là những cái này chúng ta không tác động vào được. Kiểu như là nếu mà Aso đến đây mua đồ ăn ấy, mà mình giả vờ như là đứng ở cái gian hàng này, xong mình bỏ cái gì đó vào đồ ăn, nó sẽ rất là thú vị. Ví dụ như làm cho cái thanh niên mà đứng ở chỗ này đi vệ sinh hay gì đó, xong mình giả vờ vào đứng một chút ấy, thì chắc là sẽ không ai để ý. Nãy là mình bỏ cái gì đó vào, sẽ không ai biết được cái gì luôn. Và sau đó thanh niên Aso có ra đi đi chăng nữa thì cũng nghi ngờ là cái người là cái gian hàng đó có vấn đề gì thôi. Đấy, một cái nhiệm vụ khá là thú vị nhưng mà game này không tồn tại cái nhiệm vụ đó. Nó đúng hơn là cái mod này chứ. Aso vẫn đứng đó à.
Để cho yên nghỉ ở đó luôn. Mình đã xem hết rồi, không có gì hết các bạn ơi. Chúng ta để rồi. Nhanh lên. Nhanh lên để mà ra tao xem. Ăn bento rồi. Nó nghe tiếng ho cơ mà. Quay nữa. Ơ. Nghe tiếng ho đúng không? Mình rõ ràng mình nghe thấy tiếng ho cơ mà. Sao lại như vậy? Ồ, lỗi rồi các bạn ơi. Aso lỗi rồi. Thì không thấy là Hanako hiện lên cái mà tiêu diệt tình địch giúp nữa các bạn ơi. Như này nghĩ chắc Aso đã ra đi rồi, nhưng mà không hiểu là như thế nào. Mọi người xung quanh không phản ứng gì hết, cho nên là đâu để mình thử vào trong lớp học ngồi phát xem. Ơ thôi, nhưng mà cái này nó ghi là ăn thức ăn có độc các bạn ơi, cho nên là cái kịch bản giả tưởng mà hồi nãy mình nghĩ ra có khi nó cũng hợp lý. Không phải nó nói như thế nào vậy? Kiểu như cái kịch bản mà nãy mình nói ra giống như là nó đã trở thành hiện thực ấy. Rõ ràng là hồi nãy Aso vẫn ngồi ở đó cơ mà. Kỳ lạ thật đấy. Lại bị đuổi khỏi câu lạc bộ nữa. Mọi lần mà mình chuyển sang cái mod của Budo từ Taro ấy là mình sẽ vào lại câu lạc bộ các bạn. Tự động vào câu lạc bộ luôn, cho nên là tuần nào mình thấy mình cũng bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ. Rồi. Như vậy là ở tuần này thì nó hay ở chỗ là chúng ta có cái trang trí của cái lễ hội văn hóa. Nhưng mà về Aso thì như các bạn thấy là Aso chỉ ngồi yên một chỗ đó thôi. Không gì thú vị cả. Nếu mà Aso mà di chuyển hay là làm cái gì đó để mà mình giăng bẫy thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái này chắc là do là đầu tư cái bản đồ quá nhiều, cho nên là Aso là chỉ được như thế thôi. Rồi, video này đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video đây. Nếu thích video này, hãy bấm cho mình một like để khiến tất cả người mới. Đừng quên đăng ký chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì hãy bấm dấu chấm cho vậy chữ đã xem hoặc chữ icon để yêu mình xuống để tiêu cho các bạn giới thiệu với các bạn trong video khác. Bye bye.